Tối qua 14 tháng 8, phường 3 thành phố Vũng Tàu tổ chức dỡ bỏ vùng cách ly y tế hẻm 205 đường Trương Công Định thuộc khu phố 4, khu phố 5, phường 3. Đây là khu phong tỏa thứ 28 được dỡ bỏ tại thành phố Vũng Tàu. Hẻm 205 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu có 26 hộ dân với 95 nhân khẩu bị phong tỏa từ ngày 28 tháng 7. Sau 14 ngày không phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới, ngày 14 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thọ, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đã ký ban hành quyết định 318 dỡ bỏ vùng cách ly y tế đối với hẻm 205. Sau khi dỡ bỏ phong tỏa, lực lượng chức năng phường 3 tuyên truyền vận động người dân tiếp tục nâng cao ý thức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, cũng như khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và quy định giãn cách xã hội đến hết ngày 25 tháng 8. Hiện nay, toàn thành phố Vũng Tàu còn 45 khu phong tỏa với 2.752 hộ, 11.494 nhân khẩu.